hổ là loài nặng và dài nhất. Từ đầu đến đuôi, một con đực lớn có thể dài gần 4 mét. Sư tử xếp thứ hai về cân nặng và độ dài, nhưng lại cao hơn loài hổ. Báo đốm Mỹ cũng gần giống báo hoa mai, nhưng lớn hơn và có vòm xương sọ lớn hơn. Nó thật ra không có đốm. Những vân này có hình bông hồng và được gọi là rosette. Báo gepard là động vật có vú nhanh nhất trên cả. Nó là loài mèo duy nhất có đốm ở đây. Ở Ấn Độ, báo hoa mai hay bị gọi nhầm là báo gepard, nhưng chúng là hai giống khác nhau hoàn toàn. Báo hoa mai cũng có rosette, nhưng khác với báo đốm Nam Mỹ. Báo hoa mai được tìm thấy ở châu Phi và một vài nước châu Á, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ.